chào quý vị, hai con mình đang có mặt ở góc đường Lê Hồng Phong, Sư Vận Hạnh, có cái hẻm tắt ngang qua đây, Sài Gòn tối ngày 27 tháng 1 năm 2018 là nhằm ngày 11 Tây tháng Chạp, Tết Nguyên Đán gì. Trời Sài Gòn mới vừa mưa xong, nhiệt độ là khoảng 28 độ C, mát mát cái gì. Rồi, bên phải ở đây là đường Sư Vạn Hạnh. Sài Gòn trở nên yên bình khi cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ đội Việt Nam đã thua đội U23 UBC Kitan đi đoạt giải nhì cúp châu Á vậy. Nếu như mà chiến thắng là Sài Gòn sẽ náo nhiệt, bây giờ ai cũng lẳng lặng hay đi về nhà, kế hoạch bão phượt tạm gác lại. Lần sau gì á, tối nay Sài Gòn thắng cũng ăn mừng, thua cũng ăn mừng đi, quán xá quá trời đông rồi. Đây là hướng vô cư xá Bắc Hải rồi.
tiếc á gì, chút xíu nữa là đá mặt nền may mắn đến rồi. Vậy là yên bình đấy vậy. Rồi, ở đây hồi nãy mưa to đường còn ướt. Đây đường Lạc Long Quân cái gì, đường 8 quận Tân Bình.
đây là đường Phạm Phú Thứ, phường 11 Tân Bình. Đường Võ Thành Trang cái gì. Đây là khu vực Dạch Giải ngày xưa nổi tiếng ở Bãi Hiền này. Weekend. Hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Goodbye.